Thưa quý vị, chiều nay mùng 3 tháng 11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Nhiều vấn đề liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn được nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tiếp tục phương châm từ sớm, từ xa, công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn lần này đã được tiến hành sớm hơn rất nhiều so với các kỳ họp trước đây. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng với việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cùng với kinh nghiệm trách nhiệm của các đại biểu và các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tạo nên một phiên chất vấn sôi nổi và thành công, góp phần đưa hoạt động chất vấn ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng của kỳ họp. Là bộ trưởng đầu tiên đăng đàn chất vấn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã nhận được nhiều câu chất vấn liên quan đến giải pháp thực hiện mục tiêu nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp giai đoạn 2021-2030 rất khó thực hiện khi thực trạng giá nhà ở xã hội đang ở mức rất cao so với thu nhập người lao động. Một số liệu cho thấy giá trung bình ở mức trên 15 triệu đồng một mét vuông, có nơi từ 21 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Bộ trưởng cho biết, thứ nhất, nguyên nhân của thực trạng này. Thứ hai, có thể đưa giá nhà ở xã hội trở về phù hợp với khả năng của công nhân người lao động có thu nhập thấp hay không? Nếu được thì giải pháp nào và trong thời gian bao lâu? Nguyên nhân của việc này thì thứ nhất là do là chúng ta chưa đảm bảo được cái nguồn cung nhà ở xã hội. Cái thứ hai là cái quỹ đất để dành cho phát triển nhà ở xã hội cũng còn hạn chế. Cái thứ ba là cái nguồn vốn để cho phát triển nhà ở xã hội cũng chưa được đảm bảo. Và cái chính sách ưu đãi khuyến khích của chúng ta cũng chưa thực sự là thu hút, và cái việc khả thi tổ chức thực hiện thì cũng còn trong cái quy trình thủ tục cũng còn nhiều cái phức tạp, dẫn đến là nguồn cung chúng ta chưa đảm bảo, dẫn đến là cái giá nhà xã hội cũng là tăng cao, cũng chưa so với thu nhập của người dân. Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng một nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư không mặn mà với việc xây dựng nhà ở xã hội đó là thủ tục quá nhiều. Thủ tục xây dựng nhà ở xã hội nhiều hơn và khó hơn so với các cái thủ tục xây dựng nhà ở thương mại, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, nhà đầu tư mệt mỏi, bỏ cuộc, từ đó số lượng nhà ở xã hội hoàn thành rất thấp so với chỉ tiêu đề ra. Xin hỏi Bộ trưởng giải pháp để tháo gỡ những khó khăn này. Thì trong thời gian tới thì giải pháp thì Bộ Xây dựng sẽ cùng với các cơ quan bộ ngành tiếp tục là tập trung quan tâm để mà rà soát trong các quy định của pháp luật để đảm bảo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cái phát triển nhà xã hội, trong đó có quy trình thủ tục như là đại biểu đề cập, và cũng đồng thời là thực hiện các giải pháp để tháo gỡ trong thủ tục hành chính, trong cái đầu tư đất đai, xây dựng quy hoạch để mà triển khai phát triển nhà ở xã hội. Tại phiên chất vấn, làm rõ thêm về nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, chính sách của Ngân hàng Nhà nước hướng đến ưu tiên cấp tín dụng các khoản cho vay nhà ở phân khúc thấp. Thời gian vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tiến hành giải ngân theo quy định. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng được chỉ định trong nghị định chưa giải ngân được do tiền cấp bù lãi suất chưa được bố trí nên chưa thể thực hiện cho vay. Cũng trong phiên chất vấn chiều nay, một số đại biểu bày tỏ sự quan tâm về việc kiểm soát giá cả nguồn nguyên liệu vật liệu để xây dựng các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia. Sai phạm trong xây dựng cũng như cách thức xử lý các chủ đầu tư không thực hiện đủ các nghĩa vụ về tài chính. Gần đây, ở một số dự án nhà ở, tình trạng cư dân căng băng rôn, thậm chí tập trung đông người, yêu cầu chủ đầu tư phải trả cho người mua nhà ở sổ hồng, sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở, với trách nhiệm quản lý nhà nước của mình theo luật nhà ở. Bộ trưởng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Với cái trách nhiệm của mình, thì trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng cũng đã tiến hành thanh tra và kết luận xử lý những hành vi vi phạm của chủ đầu tư, cũng như có yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những cái hạn chế tồn tại trong quá trình vận hành, quản lý vận hành nhà chung cư. Các kết luận của thanh tra cũng đã góp phần giải quyết dứt điểm các khiếu nại của cư dân sinh sống trong chung cư. Giá có biến động rất lớn, không thể lường trước được, nên nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trúng thầu, các công trình có vốn từ ngân sách nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, có nguy cơ bị phá sản.
Bộ trưởng có suy nghĩ gì về vấn đề này? Trước tình hình thực tế nói trên thì Bộ Xây dựng đã triển khai các nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là đã thông qua các hình thức như là tổ chức hội nghị rồi gửi văn bản để yêu cầu và hướng dẫn các địa phương công bố cái giá vật liệu xây dựng theo đúng quy định pháp luật và tăng tần suất công bố lên. Thường xuyên cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng cũng như chỉ số giá xây dựng để kịp thời với những biến động giá của thị trường để làm cơ sở cho điều chỉnh hợp đồng đối với những hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Và cũng như là tăng cường kiểm tra hướng dẫn đôn đốc các địa phương công bố giá vật liệu xây dựng. Tôi xin gửi tới Bộ trưởng một câu hỏi là có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu nhưng mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Trong khi thì nhiều công trình lớn, thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng mà các cơ quan chức năng cũng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn là liệu có tình trạng tham nhũng tiêu cực trong vấn đề này hay không? Đề nghị Bộ trưởng cho biết là những giải pháp mà Bộ đã và sẽ triển khai hoặc là tham mưu với cấp có thẩm quyền để đảm bảo rằng mọi vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đều được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm. Thưa Bộ trưởng, hiện nay có tình trạng vi phạm như xây dựng không phép, sai phép, xây nhà dưới tầng, xây trên đất nông nghiệp, đất không được phép xây dựng. Vài vụ việc thì được xử lý khá nhanh, một số vụ thì khá chậm, gây bức xúc. Kính thưa Quốc hội, tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu Trình Lâm Sinh liên quan đến xây dựng sai phép, không phép. Thì theo báo cáo của các địa phương, cái số tỷ lệ công trình sai phép, không phép trên tổng số công trình được thanh tra kiểm tra đã giảm dần qua từng năm. Và các biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng cũng là ngày càng nghiêm khắc, là theo hướng là tăng nặng xử phạt và buộc phá dỡ cấu phần vi phạm. Tăng cường trách nhiệm của địa phương để mà trong công tác quản lý địa bàn, quản lý trật tự xây dựng cũng như là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, rồi xử lý nghiêm cán bộ công chức có thẩm quyền để xảy ra vi phạm mà không xử lý, cũng như là xử lý không kịp thời, không triệt để. Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và một số vi phạm pháp luật khác vẫn còn tồn tại bất cập cần phải sửa đổi. Công tác quản lý sử dụng đất và thị trường bất động sản tại địa phương còn nhiều bất cập. Việc kiểm soát dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản còn chưa chặt chẽ, còn tiềm ẩn rủi ro. Đây là vấn đề mà Bộ sẽ rà soát để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với vấn đề này.